Đây là 2v40 giây còn, nhưng mà C4 đang được đặt. Và bây giờ thì Elite tỏa sáng gây công đây. Double kill của Tadis, C4 không, triple kill Elite rồi. Breezy không, fucking kill gì Elite. Quá đỉnh cả. Khẩu P2000 này, Wall6 xả đạn vẫn là chuẩn, nhưng chỉ có được một mạng duy nhất vào thôi. Và bây giờ Ultimatic làm về chuẩn bị được cái double kill. Nilan lên tiếng nhưng Santa Red đã có mặt kịp thời. Tình huống đưa về đó là 2v2. Santa Red đã làm cho mình đó là 2 mạng rồi, trong đó phát chưa có bạn ông cả. Bây giờ đó là triple kill dành cho Santa Red. Bring me Ultimatic, bring me Timothy tạ, và đó là quad kill cho Santa Red. Đây là một round thi đấu mà có lẽ rằng bên phía đội hình của Thủy Nguyễn sẽ không vội vàng đâu. Breezy ở đây có một, liệu rằng có hai hay không đây? Những viên đạn là khá chính xác ở những viên cuối cùng, và đó là double kill cho anh chàng này. Góc kề cực kỳ đẹp bên Breezy, và thôi cái mồm thứ ba phải nằm xuống đến từ đội hình bên phía Moon Starter. Và Breezy bây giờ đang muốn có mình quad kill, và đúng như vậy thật. Ok, là khá đẹp đấy. Rồi bây giờ trông giống cái Soto sẽ quáng giết từng người một. Đó là Major, double kill cho cái Soto và triple kill tên cho cái Soto. Quá lỗi, chỉ còn lại một mình vị trí của AT, không thể cản nổi. Anh ta bấn được hồi vô xích, nhưng vị trí lộ ra quyết định lao vào bắn nhau luôn. Ô cái gì thế này, tại sao, tại sao? Chỉ cần trốn mà thôi, Elite sẽ là người hút đạn, nhưng Nafly vẫn làm được cái mạng Inter. Tiếp theo là cái đầu Oxide, 5 HP, nhưng Nafly đã bắn như bay vậy, thậm chí có cả cái mạng thứ tư nữa cơ. Đúng là như thế, không phải cái ấy, nhưng hãy nhìn đi, 5 máu 3 cái đầu. Nhưng chạy góc là quá khó đâu, oxy đổi được một thật đấy. Và trong bom sai bây giờ chỉ việc trốn thôi, xếp cũng nằm xuống. Nhưng tham minh để gỡ của C4 là không kịp. Goodbye đội hình với team Liquid ở trong map đầu tiên thôi. Bây giờ thì Major rất khôn khéo, nhấp nhả đối phương chỉ thấy được cái chọc đầu anh ấy thôi. Nhưng mà Uzik mách mề lại không may mắn như thế. Nhưng Major lại double kill dành cho mình rồi. Và Major thì Uri rơi tầng 2 xuống. Nhưng để có thể bò và di chuyển một cách không phải là điều dễ dàng. Nhưng oxy không biết đến điều này, oxy đã chết. Quả smoke đã được ném ra, Kezoto xem cơ hội được tiến vào cuộc bom sai A. Chính xác là cuộc City, và viên đạn cuối cùng ạ, nó trúng vào đầu của Nitro. Và C4 đã thành công rồi. Elite ở đây không làm được gì cả khi Yuri đã người có mạng. Và tiếp theo Kezoto bắt được Yekida. Gọi hai người phải lao ra và double pick thì nó lựa chọn hoàn toàn hợp lý đến từ đội Furial ra thứ vừa rồi. Vô định thì Nap, và bây giờ thì Nap ôi đổi được một thật. Nhưng về đây không nên Nap có mình double kill, bắn yếu thêm một người nữa. Và may mắn thay còn đó Nitro cover. Và Nap sẽ là người chuyển thẳng vào luôn. Một góc thi đấu có hai người, nhưng trong tiếng này ôi, có double kill dành cho Sếp. Thực sự đây cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm, nhưng đây cũng chỉ là một đổi một mà thôi. Cầu cao của Wall6 đã làm được cái mạng thứ ba rồi. Bắn yếu thêm người thứ tư nữa là Davandi. Và bây giờ viên scout tiếp theo ở đây ra liệu có là đủ hay không đây. Phát hiện ra rồi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn có thể sẽ phải ngã xuống. Wall6 làm cái mạng thứ tư. Quad kill dành cho Wall6 với cầu scout. Bỏ người đi còn cơ hội nhá. Trời ơi, người thì còn cơ hội nhá. Jekinda giờ bắt được hai không đây, bắt được hai rồi. Người kia còn đúng một tí mà thôi. Nào, bắt được không đây? Trả lời là đó là đoạn tiêu chiến thắng dành cho team Liquid 10 đều. Và nếu hai người lao lên bây giờ thì mất đi một người cũng sẽ là khó khăn dành cho đội của KC9. Interz đang ngã Zero bắt chuẩn đấy, và vẫn cần thêm sự backup trở về. Tiếp tục đập vô kiểu Zero, gỡ bom luôn, ôi gỡ luôn là hợp lý rồi. Và Alex đã chết, Alex đã chết bởi vì Arcside đục chết à. Oh my god. Đó, cái cho tôi đang muốn chọn được một cái góc đẹp nhất có thể. Đây rồi, quá đơn giản. Hạ gục được thằng chết đét. Ôi Alex đang quáng giò. Nhưng vấn đề là giò khiến cho Martin phải nằm xuống. Và đó là cái triple kill của cái Sonoto. Nhưng họ không lại muốn làm như thế. Và giờ Mopot lại solo em và lại thua cái Soto làm cho mình cái bạn thứ tư. Và đó là thiếu trắng của Furia. Đội hình bên phía team Mustarder rất đông, nhưng có tận 4 người cơ. Venilin giặt ra nào, Happy bắt đây luôn. Một vòng lục đôi và Breezy đổi được một. Và đó chết một cái Breezy. Bây giờ thì không có qua ra kill nữa, nhưng mà phải nói là bắn tay quá to đi. Một đối phương đã có nữa cái khẩu rifle rồi, chứ không còn là những khẩu súng lục hay là SMG nữa. Thì Arcside đổi bạn Yuri rất nhanh, double kill cho vị trí cho Arcside. Với cố gắng back lên thì liệu có phải kịp với công đây. Arcside di chuyển quá khôn khéo, anh ta biết rằng trong xe có một người và AT đã ra đi. Nào, thí sinh tiếp theo nào vào cho Arcside, đó là vị trí của Sếp bởi mã dấu rồi, quá kill cho Arcside. Nhưng Rob bây giờ đang di chuyển ra ngoài khu A-Long, sát bảng gỗ bị phát hiện ra, máu đã rất là yếu rồi. Và giờ thì thêm cả smoke nữa, gỡ luôn lừ, chưa thành công đâu. Thắng ạ, Zero tình huống rồi bắn lỗi. Một góc đứng mà Kaisato có thể thực hiện tình huống clutch, nhưng cái vấn đề đó là gì? Là đối phương có hai người, nhưng mà Intern đã đi rồi, và tiếp theo đó là Navani nữa, vẫn là cái tên Kaisato mà thôi. Và bây giờ những khẩu súng lục sẽ là những người đi trước, chắc chắn là drop quá, nhưng không làm gì được cả. Các thành viên của Furia vỡ vụn hoàn toàn, một mình AT quẩy sao được vòng bên của ba người đây. Ta có thêm một bạn nữa, nhưng vấn đề là AT anh ta không có kit.
nên đằng nào cũng đã để thua trong round yếu này mà thôi. Nhưng anh không chạy được hết. Anh ấy muốn giết hết và anh ấy đã thành công. Tại EG phong độ đang là rất cao. Flash trả ra búp vào, bây giờ Haze làm được một mạng rồi. 22 giờ còn lại, Emo xử một, Haze tiếp tục lên tiếng. Đó là triple kill của Haze, C4 lại rơi ở ngoài. Và bây giờ Warsick. Ôi thôi xong rồi. Xong rồi, Warsick đỡ. Warsick đỡ, Santanet cũng đi. Hết rồi, hết rồi. Bây giờ tách đến tận 3 nét vào, rốt chưa nằm, bây giờ thì mới nằm. Nhưng đó lại là cái tiền đề để cây Serato có thể lao ra và có mạng. Nhưng cây Serato lại di chuyển được vào, đó là khu vực T-Ram. Và một mạng rồi, phát hiện người cuối ở đâu, chủ động trả lửa, câu kéo thời gian. Và phát hiện nốt người còn lại, đẩy ra là một quyết định rất là sai lầm đến từ Warsick. Thì ngay lập tức Nitro là người giết có thể xuống được Mobsite B. Nhưng Nitro phải cầu tham nhưng không được nữa rồi, AT hạ cũng thành công cho Nitro. Lợi thế nghiêng về trong thiên bên phía team Furia và C4 đang rơi, drop headshot thêm cả Elite nữa. Và bây giờ góc bắn quá thoáng, quá thoáng đến từ cái tên AT. Nhưng mà khoảng thời gian này thì Yuli lại sai thang mình. Nhưng cuối cùng thì đó vẫn là mạ gục đến từ tên AT với cái quad kill. Quả sống này tôi nhìn không nhầm mà nó vẫn chưa che được hết đâu. Cho tôi nhìn được là như vậy, à đâu vẫn che được thì phải. Ôi, Nilin bắn quá cháy ạ. Chứ không phải là khu vực giàn giáo. Và lắc ra cái Soto làm đôi. Một tơ đạn sấy như vậy, chết đến tận hai người một cách đầy bất ngờ. Tôn nữa C4 đã lộ ra flash move là quá trắng. Nhưng ở trong đây thì Yuri AT được mỗi người được một nap lại có double kill và thôi xong. Tan vỡ là ở đây rồi. Tôi tần lộ quá nhiều tiếng rồi, nhưng ở đây Nitro lại hạ gục đi vị trí nhà Siro. 1v1 quả bom đẹp dành cho vị trí chàng Inter Z, nhưng mà Inter nằm xuống luôn. Và nó sẽ là 7-6 dành cho các thành viên Team Liquid. Bây giờ thì sao? Bắn láo AT đổi được một mạng, sau đó thì Nitro đem với cái double kill. Bây giờ sẽ đẩy ra luôn thôi, Nitro có một mạng dù gì thì chết. Và tiếp theo thì đó là làm được tiền thắng, thì Team Liquid cái đẩy gọn gàng để cho anh em đỡ mất tiền oan. Ok, ok. Còn ở trong round thiếu này thì bỗng dưng lợi thế đang nghiêng về cái thêm Team Liquid. Fake một nhịp nhưng như không fake cả. Và bây giờ đối phương bắt đầu giàn qua. Bắt đầu vẫn là từ Clutch thành công được xếp ạ. Đội hình bên phía Team Liquid họ quá vội. Và liệu có tay súng nào muốn đi vào vị trí Ushiro hôm nay? Câu trả lời là có. Warsick ngã xuống, quyết định repick lần 2 và có thêm một mạng gục nữa. Đây là triple kill Siro. Đội hình Eternal Fire đang vỡ vụn hoàn toàn, lộ quá nhiều tiếng động và như vậy là hy sinh hết rồi, có gì nữa. Mốc để có thể che đi quả bom, nhưng nhá chết là cực kỳ dẻo. Nhưng đây là một tình huống smoke và Sarret vẫn bắn chết drop với tình huống flick, phải nói là quá tởm. Thì cái đài đá tường góc thì nó rất gần nha. Phải check một cách rất cẩn thận nhưng vẫn vả được cái mồm của anh chàng Navani. Có luôn cho mình được cái double kill. Và đây là ba mạng hạ gục dành cho Jekinda, nó quá quan trọng. Cơ hội vẫn là còn, mặc dù khô kít thế nọ cần phải làm nhanh. Như Yuri làm 1 rồi Yuri làm 2. Và như thế vẫn là round thì đấu chiến là Piston dành cho đội của team Furia. Và dần Bob Flash đẩy vào để có thể check, nhưng đáng tiếc rằng đối phương đã tụt xuống. Chuyển là khéo cho Martinez. Bây giờ thì không còn nữa. Và Nitro vẫn đang cố gắng để cải thiện KD của mình. Thôi mọi thứ vẫn đang là khá ổn, bây giờ Nitro 16 rồi. Ok, KD 17, cái tỷ số thì lại là 8-7 dành cho đội Team Liquid. Và giờ drop cần phải làm 2 nhưng đối phương bắn quá tốt như Yuri và Sep đã quay trở lại kịp thời. Nhưng bây giờ Alex đang cố gắng 1 cân 2 nhưng Alex còn lại đỏ máu. Thậm chí giáp thì là không có. Thì thực sự là hơi khó nhưng vẫn có thể bắn vào đầu của Sep ạ. Trả flash ra đổi lại vị trí và phát hiện người đầu tròn. Double kill cho Elise. Elise vẫn đang cố gắng múa. Và Elite phát hiện chân đối phương, triple kill Elite rồi, vẫn sủi được vào khu góc tối. Elite vàng quẩy, Elite làm 4 rồi, Elite không thể làm 5. Khá nhiều các thành viên của Team Star Rider. Tuy nhiên đằng sau đã có một người móc máy và thậm chí là Elite còn đang đi short top ngược lại các thành viên của Team Star Rider. Và Elite có 3 mạng. Một tín hiệu rất đáng mừng. Uffer lát ra trắng cả hai thành viên đối phương và double kill quá dễ dàng dành cho Nafani. Đó thậm chí còn là triple kill luôn. Mặc dù là 3v3 đấy nhưng rõ ràng là đội hình của Team Liquid họ đang khá là tự tin. Và giờ Nitro bắn chết được một người rồi. Tiếp theo là một cái double kill hạ được pass. Nó rất nguy hiểm. Xong tham minh đến Nap, nó khá là tệ. Bây giờ Nap nằm xuống thì Usyk phải tìm thêm cái tên tiếp theo. Đó chính là vị trí của anh chàng Elite. Vào trong tình huống này thì Usyk gỡ bom có kịp hay không? Có kịp. Là vừa khít đến từ Usyk. Phường